Kính chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đến với các bạn. Mình giới thiệu đến với các bạn về cái chuyên đề tâm linh trong đời sống của chúng ta các bạn. Hôm nay thì khi mà mình đến với các bạn với cái chuyên đề tâm linh trong đời sống của chúng ta thì mình muốn giới thiệu đến với các bạn về cái khát vọng sống, cái khát vọng sống về tương lai trong mỗi con người của chúng ta. Và nếu mà chúng ta muốn có được cái khát vọng sống về tương lai á, thì phải nói rằng là cái trước mắt đó là chúng ta đang sống trong cái thực tại của chính mình. Muốn có tương lai á, muốn nhìn về tương lai á, thì trước tiên á, mình muốn nói với các bạn rằng là cái này là với cái nhìn của góc độ nhìn của cá nhân mình là mình thấy ai cũng muốn hướng về tương lai, nhưng mà trước khi hướng về tương lai á, là chúng ta phải nhìn về cái thực tại, về cái hiện tại. Cái hiện tại của chính bản thân mình. Bởi vì tại sao mình muốn tâm sự với các bạn như vậy? Bởi vì trong mỗi chúng ta, khi mà được mẹ mình sinh ra, thì đến cái lứa tuổi mà lên 5, lên 7 thì lúc đó chúng ta đã bắt đầu có những cái ước mơ của riêng mình. Ước mơ của riêng mình các bạn. Và cũng bắt đầu từ đây á thì cái thời đại của chính cái thế hệ của mình, cũng chính của chính cái thế hệ của chúng ta, của chính mình thì đã bắt đầu có những cái ước mơ cho chính mình. Và nó cũng gắn liền với từng cái giai đoạn của từng cái giai đoạn tuổi tác trong cuộc đời của chính chúng ta. Và những cái ước mơ ban đầu từ cái tuổi lên 7 đó nó đã tự manh nha. Nó tự manh nha, nó định hình cho những cái kế hoạch, nó phát thảo cho mình những cái bước đi tiếp theo trong cái cuộc hành trình trên suốt cái đoạn đường đời của chính mình. Và phải nói rằng á, nhờ có những cái ước mơ, những cái hoài bão đó mà từ xa xưa lận các bạn, và cho đến nay á, thì nhân loại mới phát triển liên tục và phát triển không ngừng nghỉ nữa. Bởi vì từ những ước mơ đó mà nhân loại đã sáng tạo, đã phát minh ra những cái mới, những cái lạ các bạn. Phải nói là như vậy. Những cái gì mà trước đó nhân loại chưa từng biết đến thì người ta cũng từ những cái ước mơ, cũng từ những cái ước mơ đơn thuần đó mà sau đó người ta phát minh ra được và nhân loại biết đến được những cái mới, những cái lạ. Và những cái mới, những cái lạ đó thì các bạn biết rồi, nó đều được xuất phát từ những ước mơ của từng cá nhân trong mỗi con người của chúng ta mà thôi. Và như mình cũng muốn nói với các bạn là các cái bậc vĩ nhân, rồi các cái bậc danh nhân, phải nói là vĩ nhân rồi như danh nhân của nhân loại, người ta cũng được sản sinh ra, người ta được sản sinh ra trên thế giới này, người ta có mặt trên thế giới này cũng bắt đầu từ những cái điểm xuất phát, những cái điểm xuất phát như vậy thôi. Dạ, không xa lạ gì đâu, chính đạo Phật của chúng ta cũng như là các cái tôn giáo khác cũng chính từ những cái ước mơ đó đã đem đến những cái điều tốt lành cho nhân loại.
Và từ đó đã hình thành nên các cái hệ tư tưởng của các cái tôn giáo khác nhau các bạn. Hình thành nên những cái hệ tư tưởng của các tôn giáo khác nhau. Rồi tiếp theo nữa là đến các cái nhà phát minh về những cái thành tựu khoa học khác, như là vật lý, rồi toán học, rồi thiên văn học. Và còn nhiều cái lĩnh vực khác nữa, về các cái thành tựu về công nghiệp cho đến trên, nói đúng hơn là trên tất cả mọi các cái lĩnh vực. Thì chính những cái ước mơ mà như mình đã nói ở trên á, đã sản sinh ra các cái tên tuổi của các cái vĩ nhân, của các danh nhân, của nhân loại. Mà mục tiêu của họ là không có gì khác hơn, mục tiêu của họ là đơn thuần là phục vụ cho chính đồng loại rồi nhân loại của chính mình, cho đồng loại với nhân loại của mình thôi, thì đơn thuần là như vậy thôi. Thì ở đây mình muốn nói cái điều mà mình nhận ra là trước tiên đó là những cái đấng thiên tài ở nơi họ là, như mình đã nói, những danh nhân, những cái vĩ nhân đó là họ là thiên tài rồi. Họ là những cái bậc thiên tài trên cõi nhân gian này rồi. Thì đó là mình nói về các cái bậc thiên tài, các danh nhân rồi các vĩ nhân. Nhưng mà còn chúng ta thì sao? Chúng ta là những người bình thường thì sao? Cái điều mà mình muốn nói là ở đây, chúng ta là những con người bình thường thì hiện tại hôm nay thì với cái cách nhìn của mình, cá nhân mình, thì mình thấy trong thế giới với cái sự phát triển mọi mặt như vũ bão mà không ngừng nghỉ như hiện nay, không ngừng nghỉ từng phút, không ngừng nghỉ từng giây, thì những con người của chúng ta, những con người của chúng ta hiện nay là cái khát vọng sống của mình về tương lai là nó như thế nào, ra làm sao. Mình muốn tâm sự với các bạn là như vậy, bởi vì mình thấy trong thực tại á, thì cái trật tự của cái thế giới á, phải nói là mình nói, nếu mình nói rộng ra là trên thế giới, cái trật tự của thế giới là chưa lúc nào á là nó ngưng nghỉ, chưa lúc nào là nó có những cái sự thách thức không ngưng nghỉ. Cái trật tự của thế giới á, là nó có những cái sự thách thức to lớn luôn, phải nói là thật sự là to lớn, không ngưng nghỉ. Và hiện nay là nó đang là như vậy. Nó luôn, nó tiềm ẩn những cái diễn biến rất là khó lường. Nó luôn tiềm ẩn những cái diễn biến rất là khó lường các bạn. Thì các bạn thấy rồi đó, những cái sự việc nó đã qua. Chỉ một năm trước đây thôi, cái đại dịch Covid-19 đó, nó đã nhấn chìm cả cái thế giới. Đã gây ra là rất là nhiều đau thương, rất là nhiều mất mát. Phải nói là thật là lớn lao về người và của. Và phải nói rằng cái hậu quả của nó còn phải kéo dài thật nhiều năm nữa. Các bạn. Vẫn chưa thể khắc phục về kinh tế và sức khỏe của mọi người, của nhân loại. Phải nói là như vậy. Không thể khắc phục được, chưa thể khắc phục được. Cũng như là kinh tế, cũng như là sức khỏe của nhân loại của chúng ta. Và cái điều mà đau hơn cả đó là hàng triệu đứa trẻ mồ côi, không còn cả cha lẫn mẹ, trên khắp các quốc gia, trên khắp các quốc gia luôn các bạn, khắp các quốc gia trên thế giới, mà trong đó là có Việt Nam của chúng ta. Phải nói rằng là như vậy. Và hiện tại hôm nay thì như chúng ta đây là cái khát vọng sống đơn giản bình thường nhất. Thì theo cái cách nhìn của mình, theo cái cách nhìn bình thường của mình thôi, với những con người bình thường thôi, thì mình thấy cái khát vọng sống đơn giản và bình thường nhất đó là việc làm. Có việc làm rồi để thu nhập đủ để nuôi cái bản thân của mình. Rồi phải nói đủ nuôi bản thân trong một cái điều kiện sống bình thường thôi. Và nếu mà nó được hơn như vậy nữa thì có thể là phụ giúp những cái người thân trong gia đình của mình.
với là cha mẹ, vợ chồng hay là hoặc anh em gì đó, anh em của mình. Thì những cái chuyện mà mình nói ở đây á, là như mình vừa nói á, là nghe qua thì nó đơn giản và nó cũng thật là dễ chịu nữa, nghe thì đơn giản dễ chịu lắm. Nhưng mà trên thực tế á, thì vấn đề ở đây là nó không đơn giản tí nào. Nó không đơn giản tí nào cả. Bởi vì á, ước mơ nó chỉ bắt đầu từ thực tại, từ hiện tại. Như mình muốn nói với các bạn là nếu mà như mình đây đi, là một người thiếu thốn, đang thiếu thốn như vậy đó, mà mình ước mơ là, cái ước mơ của mình là gì? Bởi vì mình đang thiếu thốn cho nên mình có cái ước mơ là việc làm nè, được kiếm tiền nè, cho mình được đủ. Bởi vì thiếu mà, nhưng mà mình ước mơ cho nó đủ. Cái ước mơ của mình đầu tiên, cái bước đầu đó là như vậy. Thì cái, bởi mình muốn nói như vậy để hiểu rằng là bất cứ cái ước mơ nào nó đều cũng phải bắt đầu từ cái hiện tại thực tế của chính mình. Đó là một điều đương nhiên. Bởi vì ước mơ nào cũng vậy thôi, cũng phải đều bắt đầu từ một cái hiện tại mà thực tế của chính mình. Và nếu là cái đó là mình nói như mình đang thiếu thốn, còn nếu là một người nào đó mà người ta đã đủ, đã khá đủ trong cuộc sống, thì người ta họ sẽ có cái ước mơ là trở thành người dư giả. Họ sẽ có ước mơ trở thành một người dư giả. Nhưng mà nếu là đã là một người đã dư giả rồi, đã dư giả trong cuộc sống rồi, thì lúc đó đó người ta họ sẽ ước mơ mơ, người ta sẽ có cái ước muốn là được xa xỉ. Được xa xỉ hơn mọi người. Thì thật ra thì nhiều khi có một cái cách nhìn khác, thì người ta còn nói rằng là nhiều khi mình dư giả rồi mình hoang phí các bạn. Thì điều đó là cũng đúng thôi. Điều đó cũng đúng thôi. Thì bởi vì dư giả mà, thì đó cũng là một cái thực tế. Cho nên mình muốn nói với các bạn rằng những cái mà ta đang có đó, mà ta đã có rồi thì ước mơ làm gì? Ước mơ làm gì? Mình chỉ ước mơ những cái mà không có và không thể có. Và nếu mà như vậy đó, thì chúng ta phải tất cả mọi cái mà mọi thứ thì chúng ta phải bắt đầu từ cái hiện tại. Từ cái hiện tại. Mình muốn nói cái điều này là tại vì mọi người chúng ta là hay tự mâu thuẫn với chính mình. Nhiều khi mình tự mâu thuẫn với chính mình mà mình không hay, không biết. Chẳng hạn như bây giờ như chúng ta đang sống một cái cuộc sống thiếu thốn, nhưng lại mơ là ngày mai thôi hay hoặc ngày mốt thôi là sẽ có một cái căn nhà to đẹp và tiền thì rủng rỉnh trong túi. Thì điều đó là không thể. Mà nếu có chăng thì cũng là may mắn mà trúng số đặc biệt thôi. Chứ nhưng mà nếu có trường hợp này nó xảy ra thì của cải với tiền cũng sẽ mau chóng hết đi một cách chóng vánh. Bởi vì mình chưa có kinh nghiệm để mình quản lý tiền và của cải, nó tự nhiên nó đến một cách bất ngờ, nó đến bất ngờ một cách như vậy. Mình chưa có kinh nghiệm. Cho nên là nó cũng nhanh chóng nó ra đi. Cũng nhanh chóng ra đi. Thì cũng một cái điều nữa là tương tự như vậy nữa. Nếu mà ta lớn lên rồi trưởng thành trong một cái gia đình là nghèo khó, cha mẹ mình nghèo khó, nhưng mà mình lại có một cái ước mơ là chỉ ngày mai đây thôi, là mình sẽ thế nọ thế kia, như vậy như khác, thì cũng là một cái điều không thể. Nó phải có thời gian. Đương nhiên là phải có thời gian, chứ chúng ta không thể trong một thời gian ngắn mà được. Bởi vì mình muốn nói là hiện tại mà mình đang đứng ở đâu thì cái điểm xuất phát của mình là đang ở đó. Những người khác người ta hơn mình là cũng do nhiều yếu tố khác nhau, nhưng mà trong đó nó có những yếu tố là cái điểm xuất phát của họ được chuẩn bị tốt hơn mình. Bởi vì cha mẹ của họ là chẳng hạn như là nhiều tiền của hơn mình, dư giả hơn mình, hơn cha mẹ của mình. Và cái điểm xuất phát của họ là
nó được tốt hơn, được chuẩn bị tốt hơn. Và họ đã xuất phát trước mình một cái quãng khá xa. À, cũng như là những cái điều kiện này, điều kiện khác của họ cũng vượt trội hơn hẳn so với chính mình. Mình muốn nói với các bạn là như vậy. Thì cũng tương tự như vậy. À, mình đơn cử như cái trường hợp, có những cái trường hợp như những cái em mà theo học những cái ngành nghề mà nó vượt quá cái khả năng kiến thức của chính mình. Coi như là cái sức học của bản thân, nó vượt quá khả năng về cái sức học của bản thân. Và cuối cùng thì cũng sẽ thất bại thôi các bạn. Hoặc là theo đuổi một cái ước mơ là nó cũng chỉ mang cái tính nửa vời. À, bởi vì nó chúng ta không có căn cứ vào cái hiện tại, cái thực tại. Bởi vậy cho nên mình muốn nói cái hiện tại với cái thực tại với mọi người chúng ta là tối quan trọng. Phải nói là tối quan trọng. Bởi vì cái hiện tại với cái thực tại là luôn luôn nó quay nó lấy mình. Nó quay dây quanh mình, nó dây nó lấy mình. Trong cái hiện tại như mình đang nói chuyện với các bạn đây cũng vậy. Thực tế nó là vậy. Nó đã cho ta bao nhiêu điều mới, điều lạ trong cái hiện tại này, trong cái thực tại này. Mặc dù sau đó nó trở thành quá khứ. Chỉ vài giây mình đang nói với bạn những câu như thế này, nhưng mà vài giây sau nó đã trở thành quá khứ. Nó là cái thực tại, cái hiện tại. Nó đem đến cho chúng ta những cái điều mới, những cái điều lạ. Nó quay, nó lấy chúng ta. Nó dây, nó lấy chúng ta. Trong cái hiện tại, trong cái thực tại này, chúng ta biết vui, biết buồn. Rồi biết hạnh phúc. Biết khổ đau. Nhưng mà nó lại là chính là cái cầu thang. Cái cầu thang cho ta bước về. Bước về tương lai. Cho chúng ta bước về tương lai. Cho nên theo cái nhận thức của mình, cái ý thức của mình đó, thì mà chúng ta mà trong những cái thời điểm hiện tại như vậy, thực tại như vậy, là chúng ta hãy biết trân trọng, hãy biết trân trọng, hãy biết quý giá những cái khoảnh khắc của cái thực tại, những cái khoảnh khắc của thực tại, những cái khoảnh khắc của hiện tại. Bởi vì đó là một cái cuộc sống thực tế. Và nó cũng là cái cuộc đời thật của chính mình. Đó, mình muốn nói với các bạn, đó là một cái cuộc sống thực tế. Rồi nó cũng là một cái cuộc đời thật của chính mình. Là hiện tại, là thực tại. Và ta hãy cố gắng cải tạo hiện tại. Mình muốn nói với các bạn là chúng ta hãy cố gắng cải tạo hiện tại. Cố gắng cải tạo cái thực tại cho nó thật tốt hơn, cho nó thật hoàn hảo. Thật hoàn hảo hơn. Bởi vì khi mà có nhìn vào cái hiện tại, chỉ sống với hiện tại thật tốt, nhìn vào hiện tại rồi sống với hiện tại thật tốt, đó chính là mình đang định hình cho tương lai, đang định hình cho tương lai. Và tương lai chỉ bắt đầu từ hiện tại, chứ chúng ta không thể chộp lấy nó được đâu. Chúng ta không đương nhiên mà chộp lấy nó được. Còn nếu như mà như hiện tại đi, mình đơn cử như là chúng ta sống một cuộc sống buông thả, sống trôi theo thời gian, cho rằng thời gian với mọi thứ xung quanh mình là trong hiện tại là chán chường, là vô nghĩa, thì chắc chắn rằng ta đang sống trong một cái vòng lẩn quẩn không có lối ra. Và cái chiếc cầu thang đi đến tương lai là không thể có, không thể nào có cho ta. Nó là như vậy, mình cái suy nghĩ của mình là như vậy. Bởi vì ta phải sống và ta phải dùng từng cái viên gạch ý tưởng của mình. Phải nói là như vậy các bạn, phải sống và phải dùng từng cái viên gạch ý tưởng của mình trong hiện tại để thực hiện cái việc mà xây chính cái cầu thang ấy cho chính mình, chứ không phải ai khác. Chỉ có như vậy. Có như vậy. Và cuộc đời của con người á, của kiếp người của chúng ta á, thì mình nhìn thấy nó có một cái thế lực, nó có một cái thế lực vô hình, nó chi phối tất cả. Cái thế lực vô hình đó chính là thời gian. Bởi vì các bạn biết á, cho dù tuổi thọ hiện tại á, tuổi thọ hiện nay của chúng ta có cái sự thay đổi, là bởi vì do được chăm sóc tốt hơn về y tế nè. Cho nên là
rồi về dinh dưỡng chẳng hạn, rồi nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng mà cái tuổi thọ hiện nay ở Việt Nam chúng ta, đa phần các cái cụ ông cụ bà là có cái độ tuổi từ 80 đến 85 tuổi thì xem như là không còn hoạt động, xem như là không còn hoạt động thân thể được nữa. Chỉ từ 80 đến 85 thôi, các bạn thấy là không còn hoạt động thân thể được nữa. Coi như là hạn chế rất là dữ, rất là nhiều. Và như vậy á, thì nếu mà tính từ cái lúc mà được mẹ sinh ra cho đến 85 năm sau, cứ tính là như vậy, 85 năm sau, thì ta đã có tuổi thơ và cái tuổi trưởng thành á, cái tuổi thơ với cái tuổi trưởng thành là đã mất 18 năm rồi. Rồi tiếp theo còn phải đi học ngành nghề cho cuộc đời của mình, mất phải từ 5 năm nữa. Và sau đó thì là cái gì? Là cái thời điểm tiếp theo là sống và làm việc và hưởng thụ. Cái thời điểm mà sau đó là chúng ta mới đi đến cái chỗ là sống, làm việc rồi hưởng thụ. Và mà khi mà bước qua được cái tuổi 60 thì xem như là đó là cái giai đoạn đầu. Đó là cái giai đoạn đầu của cái tuổi già. Thì như vậy, nếu mà cái cách tính với cái cách nhìn của mình như vậy thì là từ 60 tuổi đến 85 tuổi là 25 năm. Thì đây là cái thời kỳ của tuổi già, của cái sự lão hóa và của bệnh tật. Cộng với thêm 23 năm của tuổi trưởng thành và học hành, thì trong suốt 85 năm tồn tại của đời người, ta chỉ có được 37 năm. 37 năm thôi làm việc, tích cóp tiền của, rồi tận hưởng cuộc sống với cái tuổi trẻ sung mãn của mình. Và chúng ta mới, lúc đó thì chúng ta mới thấy rồi, chúng ta mới còn lại 48 năm. Thì trong đó thời gian của tuổi thơ và học hành á, thì các bạn biết rồi. Nếu mà chúng ta cộng lại á, 23 năm của tuổi già đó, của tuổi bắt đầu tuổi già với tuổi già, và 25 năm chứ, 25 năm cộng với 23 năm trước đó của tuổi thơ với tuổi học hành, là các bạn thấy nó đã 48 năm rồi. Là thời gian của tuổi thơ, rồi tuổi học hành, rồi bệnh tật cùng với sự già nua của một cái kiếp người mà Phật đã dạy cho chúng ta biết là lão bệnh tử. Và phải nói là với một cái cách nhìn của mình á, thì nếu mà với cách nhìn của mình á, thì thời gian phải nói là như mình nói là một cái thế lực vô hình nó quyết định tất cả là ngay cái chỗ đó. Chính thời gian đã mà chính xác hơn nữa, đó là ngày và đêm. Nó là vô hình nhưng mà mình nếu mình nói rõ hơn đó là ngày và đêm thôi. Mình chỉ tượng trụ tượng vậy thôi. Cứ là ngày ngày lại ngày qua rồi lại đêm đến. Và cứ như vậy nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Phải nói là như vậy các bạn. Thời gian đã qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Và cũng chính nó, chính thời gian đã chi phối hoàn toàn cái cuộc đời của mỗi con người của chúng ta. Và thời gian không ai nhìn thấy nó cả. Nó là vô hình mà không ai nhìn thấy nó cả. Nó chính là cái khoảng trống hư không. Nhưng nó chính là một cái thế lực hùng vĩ. Phải nói là một cái thế lực hùng vĩ các bạn. Hùng vĩ nhất, rồi thiêng liêng nhất của tạo hóa. Và phải nói rằng là nó rất là mạnh mẽ của tạo hóa. Rất là mạnh mẽ của tạo hóa. Và chính nó chứ không ai khác. Chính thời gian chứ không ai khác. Nó đã sản sinh ra nhân loại. Và chi phối hoàn toàn đời sống của nhân loại chúng ta. Chi phối hoàn toàn đời sống của nhân loại chúng ta. Cứ hết thế hệ này đến thế hệ khác các bạn. Và hôm nay mình muốn nói với các bạn rằng, để chúng ta được sống trung thành và tận tụy với thời gian trong cuộc đời của mình, để thực hiện cái khát vọng sống cho tương lai, thì chúng ta hãy thật sự tiết kiệm thời gian các bạn. Bằng cái cách là thận trọng nâng niu cái đời sống hiện tại, cái thực tại của chúng ta hằng ngày hằng giờ, thì cũng chính là ta đang bước về phía tương lai của mình. Thì cũng nhân đây á, thì mình đọc một cái bài học thuộc lòng mình đã được học từ lúc còn là lớp 4 tiểu học đó các bạn. Cái bài ấy được gọi là Thời giờ ngựa chạy tên bay các bạn. Để gửi đến các bạn. Thì cái bài này mình cũng
cũng rất là tâm đắc. Thì cái bài này là nó chỉ có mấy câu thôi các bạn. Người ta đầu tiên là những mấy câu thôi là thời giờ ngựa chạy tên bay, hết trưa lại tối, hết ngày lại đêm, đông qua xuân lại trước thềm, hè về rực rỡ êm đềm thu sang, vợ con chăm học chăm làm thì mai sao sẽ giỏi giang giúp đời, nước nhà trông đợi con ơi, hãy mau ghi nhớ những lời thầy khuyên, việc gì cũng phải cho chuyên, chớ nên liêu lỏng mà quên thời giờ, thời gian yên lặng lững lờ, nhưng đi đi mãi không chờ đợi ai. Đến đây thì mình kết thúc video ở đây các bạn. Mình kính chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ kênh của mình nha. Kính chào tất cả các bạn.